Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư, rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em nhà đầu tư trên khắp mọi miền tổ quốc trên bản tin tuần vào ngày thứ sáu ở trên hai kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán thì trên kênh Hùng Lê chứng khoán hàng ngày chúng ta sẽ có những bản tin phân tích ngắn bộ ba tham số chung của thị trường chỉ số vn index, chỉ số vn30, chỉ số phái sinh. Còn ở trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng thì đã quá quen thuộc đối với nhà đầu tư của chúng ta. Một tuần chúng ta sẽ có một bản tin phân tích tuần và như thường lệ thì bản tin tuần của chúng ta sẽ có ba à, có hai nội dung chính phần thứ nhất Hùng Lê cùng với các anh chị của chúng ta sẽ đi nhìn nhận đánh giá lại bộ ba tham số chung của thị trường trong tuần giao dịch vừa qua tuần video số 197 phần thứ hai cùng với nhà đầu tư chúng ta sẽ đi phân tích các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng ví dụ nhóm cổ phiếu trụ bất động sản khu công nghiệp nhóm thép vật liệu đầu tư công đầu tư công bất động sản dân cư, nhóm ngành dầu khí, nhóm ngành chứng khoán còn thời gian thì cũng sẽ view cho các anh chị một số các cái mã ngành khác. Nhà đầu tư chúng ta lưu ý tất cả những phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân của Hùng Lê, vì vậy là chúng ta sẽ cần tham khảo nhiều nguồn để chúng ta có một cái sự tổng hợp tốt nhất, tối ưu nhất uh, cho tất cả anh chị em nhà đầu tư trong cái quá trình mà chúng ta Uh, chinh chiến ở trên thị trường bởi vì thị trường chứng khoán là một cái bộ môn nó rất là khó nên là chúng ta sẽ cần phải tổng hợp tương đối nhiều các cái yếu tố kỹ thuật phần thứ nhất hùng lê cùng với anh chị chúng ta sẽ nhìn lại bộ ba tham số chung của thị trường chỉ số vn index chỉ số vn 30 và chỉ số phá sinh ở trong tuần vừa qua thì cái điểm mà hùng đánh dấu xanh ở đây chính là cái điểm mà chúng ta vào video tuần từ phiên giao dịch ngày 9 đến ngày 13 thì như vậy nhìn chung chỉ số vn index của chúng ta đã có điểm test cung kỹ thuật ở uh, tương đối tốt ở vùng 1.120 đến vùng 1.125 điểm và qua các bản đi tuần như vậy ông đã lần lượt nâng cái target kỹ thuật của chỉ số vn index lên vùng 1140 sau đó chúng ta nâng lên vùng 1150 và hiện tại thì chúng ta đang ngắm về ở khoảng quanh vùng 1158, 1160 đến vùng 1163 ở đây là vùng cản kỹ thuật tâm lý ở đây các anh chị thì chúng ta nhìn sang đây thì đây sẽ là vùng cản tâm lý uh, trong ngắn hạn của chỉ số vn index Uh, nhìn chung ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì cũng đã có dự báo khả năng chỉ số index của chúng ta sẽ quay trở lại ở vùng một nghìn một nghìn một trăm bốn mươi đúng không ạ để test tích lũy tuy nhiên hai cây nến giờ đầu tiên thì chỉ số vn index của chúng ta đã bị thất bại ở vùng một một bốn mươi và nó lùi sâu về ở vùng 1137 đến vùng 1140 như vậy trong ngắn hạn vùng 1137 đến 1140 trong tuần vừa qua chỉ số VN Index của chúng ta đã có hai lần test và cả hai lần test này thì cơ bản là thành công hai cây đến giờ kết thúc phiên tuyệt vời như vậy chỉ số VN Index của chúng ta đã có một lực tăng cực kỳ tốt vượt lại ở vùng 1150 và tiệm cận lên ở vùng 1155 à, ờ, trên góc độ kỹ thuật thì cây nến giờ này là một cây nến giờ uh, rút ở cuối phiên và nó nó rút ở tương đối mạnh vì chính vậy nên khả năng trên quan điểm kỹ thuật thì chỉ số vn index của chúng ta sẽ quay trở lại vùng một hoặc điểm sâu hơn tiếp tục đánh giá lại hỗ trợ kỹ thuật ở vùng một một bốn đến một bảy và các anh chị lưu ý trong ngắn hạn như vậy vùng một một ba bảy đến một bốn mươi trở thành vùng kỹ thuật uh, hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ quan trọng của chỉ số vn index Bây giờ chúng ta sẽ nhìn sang chỉ số VN30 ở trong tuần vừa qua thì đây là điểm đóng nến và chúng ta thấy rằng là chỉ số VN30 của chúng ta cũng đã có những cây nến giờ ở đầu tuần test tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 1135 đến 1130. Sau đó thì chỉ số này đã bứt lại được trên ở 1140 và từ đó thì chúng ta bắt đầu xây dựng những cái target kỹ thuật của chỉ số VN30 lên vùng 1150, sau đó thì tiệm cận lên vùng 1160 đến vùng 1165 và hướng về target uh, cao hơn ở vùng 1175 đến 1180. Và trong tuần thì chỉ số VN30 của chúng ta đi cao nhất được là lên đến vùng 1172 điểm các anh chị và sau đó thì nó bắt đầu nó quay lại test. Ờ trong phiên bản tin chiều ngày hôm qua được phát đi, như vậy là chúng ta dự báo là chỉ số VN uh, 30 của chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại ở vùng hỗ trợ quanh vùng 1163 1160 đây và hai uh, cây nến giờ ba cây nến giờ đầu phiên thì chỉ số uh, VN của chúng ta, VN30 của chúng ta đã uh, đạp thủng ở vùng 1160 và đi về ở vùng 1155 thì về cơ bản như vậy là chúng ta thấy rằng là vùng 1155 của chỉ số VN30 về cơ bản là đã là là gọi là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là thành công và các anh chị nhìn thấy đây ở đây có hai khoảng gáp ở đây có một cái khoảng gáp tăng ở phiên ngày 10 tháng 10 và hiện tại thì về cơ bản như vậy là phiên giao dịch ngày thứ năm và ngày thứ sáu chỉ số VN30 gần như đã lấp lấp hết và lấp thành công như vậy ở vùng 1150 đó ở vùng 1150 của chỉ số suy soát thôi tí nữa thì về đến vùng 1150 nhưng về cơ bản lấp như thế này là rất là thành công và cây đến kết giờ như vậy là chỉ số VN30 của chúng ta cũng đã có một lực kéo hết sức là mạnh à, đóng lại được ở trên vùng 1165 như vậy là cực kỳ tuyệt vời với các độ kỹ thuật hiện tại như vậy chúng ta sẽ kỳ vọng tuần tới chỉ số VN30 chúng ta tiếp tục quay trở lại vùng test kỹ thuật 1160 1163 1165 tích lũy thành công ở trên vùng này nó là cực kỳ khỏe các anh chị nhá nếu như vn30 của chúng ta mà tích lũy được ở trên vùng sáu 60 là cực kỳ khỏe đó là những cái cơ sở cực kỳ quan trọng để chúng ta tiếp tục đánh giá xu hướng phục hồi của chỉ số vn30 về vùng 1175 đến khoảng vùng 1180 bây giờ chúng ta sẽ phân tích đánh giá bộ uh, phái sinh thì ở đây là chỉ số VN30F1M, đối với chỉ số phá sinh thì Hùng Lê phân tích ở trên sạc kỹ thuật M5 thì như đã có phân tích ở ngay cái bản tin tuần video số 197, chúng ta thấy rằng là chỉ số phá sinh cũng đã quay trở lại ở vùng 1135 để test tích lũy và kể từ đây thì chỉ số phá sinh của chúng ta bắt đầu có cái sự phục hồi. Quá trình phục hồi đó chúng ta đã đưa những cái target tuần lên 1145, 1155 và cái target tuần cao nhất mùng có phân tích cho các anh chị ở trong các bản tin hàng ngày đó là chỉ số phá sinh sẽ hướng về vùng giá kỹ thuật 1170 đến 1172. Điểm cao nhất mà phá sinh đạt được đó là vùng 1168 trước khi mà phá sinh quay trở lại test cung kỹ thuật ở phiên giao dịch của ngày thứ 5 và ngày thứ sáu Bây giờ thì chúng ta sẽ zoom to cái khúc này ra. Như vậy trong phiên ngày hôm nay thì phá sinh cũng giao dịch hết sức là kịch tính. À, về mặt kỹ thuật thì cũng có dự báo là phá sinh sẽ quay về vùng 1155 Hoặc điểm sâu hơn sẽ là 1150 để test tích lũy Và trong phiên giao dịch ngày hôm nay Có một cái cung giờ là chỉ số phá sinh của chúng ta trên cây M5 À, trên 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 cây M năm thì nó có nhún sâu xuống và sau đó thì rút chân lên ở vùng 1150 như vậy trên các độ kỹ thuật à, thì chúng ta thấy rằng là vùng 1150 nó đã trở thành một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là tốt của chỉ số phá sinh và đặc biệt nếu nếu có 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 quá đáng lắm thì nó cũng là 1145 khi nó lấp về ở 1145 ở đây thì như vậy là nó lấp hết cái khoảng gáp được tạo ra ở phiên ngày 10 tháng 10 như vậy đấy cũng là một cái góc nhìn về mặt kỹ thuật hết sức là tích cực và đặc biệt hai cây nến giờ của phá sinh kết phiên như vậy tuyệt vời chỉ số phá sinh mặc dù không đóng cửa được lên ở trên vùng mồ 165 nhưng như thế này nó là rất là tuyệt vời rồi nó đã bớt lên được ở trên vùng mồ 160 như vậy thì xu hướng tuần tới chỉ số phá sinh của chúng ta sẽ có xu hướng 116 nó sẽ có xu hướng quay trở lại ở vùng 1155 chắc chắn rồi biên 1155 đến biên 1160 là chắc chắn nó sẽ quay trở lại để nó test cung kỹ thuật hoặc điểm sâu hơn sẽ là 1145 đến khoảng vùng 1150 tức là vô hình dung là chúng ta sẽ có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ đắc lực của chỉ số phá sinh ở quanh 1145 đến 1150 và điểm cản kỹ thuật của chỉ số phá sinh thì Hùng Lê vẫn tiếp tục đánh giá ở vùng 1170 đến vùng 1172 trong trường hợp nếu phá sinh của chúng ta ngồi lên được ở trên vùng 1172 cộng với lực cầu tốt mọi thứ tốt thị trường chứng khoán cơ sở tốt nó có những cái điểm phục hồi và có những nhóm ngành uh, những nhóm ngành chủ đạo thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục kỳ vọng đưa cái target kỹ thuật của phá sinh lên ở khoảng quanh vùng 1175 đến 1180 và với góc độ kết tuần như vậy là đẹp bây giờ chúng ta cùng nhìn qua chỉ số VN Index ở trên sạc kỹ thuật ngày thì uh, trước khi mà nhìn về chỉ số này thì các anh chị uh, chúng ta cùng nhìn qua đây một tí. Đây là cái sự tương quan giữa chỉ số Dow Jones và chỉ số VN Index của chúng ta. Thì về cơ bản các anh chị lưu ý này, Dow Jones của chúng ta đang có vùng cản kỹ thuật ở vùng 33.800 điểm đến vùng 34.000 điểm ở đây và vùng hỗ trợ kỹ thuật 33.000 thì chúng đã có phân tích cho anh chị rồi. Trên uh, trên, trên 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 chart kỹ thuật ngày thì chúng ta nhìn thấy là Dow Jones đã có 3 phiên 3 phiên công vùng cảng kỹ thuật 33.8 nhưng công không thành phiên ngày hôm qua thì nó đã test về khá sâu ở vùng 33.500 điểm đóng cửa như thế này có rút chân lên nhưng mà nó hơi xấu như vậy trên cao độ kỹ thuật chúng ta kỳ vọng vùng 33.500 điểm sẽ là vùng tích lũy hỗ trợ của chỉ số Dow Jones kỳ vọng Dow Jones vượt thoát vùng 34.000 điểm nếu như chỉ số này mà vượt thoát được vùng 34.000 điểm để đi về khoảng vùng 35.000 điểm ở đây thì rất có khả năng chỉ số VN Index của chúng ta cũng sẽ vượt thoát vùng 1163 1165 để đi về vùng 1200 điểm. Đó, thì đấy là cái sự tương quan để phân tích để các anh chị nắm được. Và ở trên trạc kỹ thuật ngày của chỉ số index ở đây thì như vậy là chúng ta nhìn thấy ở đây liên tục có những cây nến, đây cũng có phân tích đây, những cây nến mà đóng theo kiểu này là cực kỳ tích cực đó. À, đây là cái mô hình mà cá nhân Hùng Lê mô phỏng đây, một cây nến, đây một cây nến, đây một cây nến và phiên ngày hôm nay tiếp tục xuất hiện một cây nến như vậy. Test sâu về vùng 1137, 1140 và rút chân lên và đóng cửa ở vùng 1154. Ờ à, xuyên ra là vùng 1155 như như vậy là cao nhất như vậy là trong ngắn hạn thì ở đây các anh chị cũng thể nhìn thấy rằng là như vậy chúng ta thấy rằng là vùng 1137 1140 nó trở thành vùng hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ đắc lực của chỉ số VN Index. Mục tiêu đó, mục tiêu thì chúng ta vẫn À, kỳ vọng ở trong tuần tới đó là VN Index của chúng ta có thể vượt thoát được vùng cảng cái thuật 1165 để hướng về cái target cái thuật 1175 đến 1180. mươi à, trong trường hợp nếu như Dow Jones bứt thoát được vùng 34.000 điểm thì như vậy chúng ta có thể kỳ vọng cái nhịp này chỉ số VN Index của chúng ta có thể phục hồi ở những điểm cao hơn. À, tuy nhiên những cái điểm này thì cũng cần phải rất nhiều, chúng ta cần rất nhiều dữ liệu để chúng ta phân tích ở trong tuần tới. Phần thứ hai nội dung thứ hai ở trong bản tin tuần này chúng ta sẽ đi phân tích uh, các cái danh mục cổ phiếu rất là cơ bản và các anh chị cũng nắm được rồi đó là những cái danh mục cổ phiếu mà hùng lê liên tục uh, view ở trong các bản tin tuần để các anh chị nắm được và uh, tất cả những phân tích này nó như là một cái dòng chảy của thời gian và các anh chị có thể theo dõi tuần này đến tuần khác và nó liền mạch như vậy các anh chị nó liền mạch như vậy và đấy là những cái nền tảng kiến thức theo quan điểm của hùng là nó rất là quan trọng để giúp ích cho rất rất nhiều nhà đầu tư để nắm được ở đâu là hỗ trợ, đâu là kháng cự và xu hướng của thị trường MWG ở đây trong tuần về cơ bản là MWG hoàn thành vùng giá mục tiêu 49.5 Và tích lũy thành công ở quanh vùng 48, à, lực cầu ở trong tuần khá là tốt à, Khi chạm về vùng 49.5 thì nó đã có một cái lực chỉnh cung Như vậy à, nó tích lũy và lực chỉnh cung này nó tích lũy thành công ở vùng 48 Cộng phiên kết tuần nó lại tiếp tục đóng cửa lại ở kháng cự 49.5 Uh, kỳ vọng vào tuần tới, uh, MVG sẽ tiếp tục uh, công lên vùng cản kỹ thuật ở quanh vùng 51. Vinamilk hiện tại cực kỳ tốt rồi và xu hướng cực kỳ ok. Như vậy là trong tuần thì Vinamilk chính thức đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 75 trên 75. Nó hoàn thành ở trong phiên giao dịch ngày 12. Và trước đó thì nó đã có một cái lực chỉnh cung, uh, test lại kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 73.8 đến khoảng vùng 74 đóng cửa tuần vùng 70 suy soát ở vùng 76 và khi mà cổ phiếu này bứt thoát vùng 75 thì nó đã có những điểm test nhẹ lại ở quanh vùng 75 như vậy tuần tới nếu nhẹ nhàng thì nó sẽ tiếp tục nó quay về khoảng quanh vùng 75 75.3 ở đây và mục tiêu chúng ta nâng target kỹ thuật của Vinamilk lên quanh vùng 77 Masan hiện tại hiện tại thì nó cũng đang trong quá trình tích lũy tạo nền trong quá trình tích lũy tạo nền anh chị Ờ, mục tiêu của mansan ở trong tuần thì có dự báo là nó sẽ đánh về khoảng quanh vùng 75 nhưng trên thực tế nó chỉ về được khoảng quanh vùng 74.3 và sau đó nó tiếp tục quay trở lại test cung kỹ thuật ở quanh vùng 72. Về góc độ như thế này là đẹp, chúng ta cũng có thể hình thành uh, kỳ vọng ở đây là mansan sẽ test thành công gọi là mô hình V kép đi. Đó. Và vùng 72 sẽ trở thành vùng hỗ trợ kỹ thuật trong ngắn hạn của chỉ số uh, cổ phiếu Manzan. Uh, ngắn hạn uh, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục ngắm các kỹ thuật của Mansan ở khoảng quanh vùng 72 nhóm ngành phân tích tiếp theo bất động sản khu công nghiệp à, nhóm ngành này đã có một hành trình đầu tư rất là dài và cực kỳ là tốt ở à, hiện tại chúng ta có rất nhiều ở uh, những cái sự kỳ vọng về nhóm bất động sản khu công nghiệp đó là khi các cái hiệp định thương mại Việt Mỹ được ký kết và được nâng tầm các cái doanh nghiệp ví dụ Hàn Quốc Nhật Bản sẽ đổ về Việt Nam và Việt Nam sẽ trở thành một cái trung tâm uh, gọi là mọi người đang 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 vẽ một cái bức tranh cực kỳ đẹp về 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 Việt Nam như vậy đấy là những cái kỳ vọng ở trong tương lai còn đối với nhóm ngành bất động sản của công nghiệp thì chúng đã có phân tích định hướng từ tháng 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 10 năm 2022 và trong năm 2023 thì chúng ta tiếp tục gọi là đánh mạnh và tiếp tục nắm giữ nhóm cổ phiếu này thì đối với KBC ở trong tuần vừa qua cực kỳ đẹp về lý thuyết là KBC đã hoàn thành những vùng giá mục tiêu và vượt mong đợi đồng thời Đồng thời nó cũng đã có những cái điểm test cung kỹ thuật lại ở khoảng quanh vùng 31.5 đấy các anh chị, những cái điểm test cung. Thì khi trong phân tích kỹ thuật lồng có dự báo là target tuần của nó nó sẽ đánh đánh về khoảng quanh vùng 32.5. Đó, quanh vùng 32.5 rồi nó sẽ có cái sự chỉnh cung và khi đó à, 32.5 đến vùng 33 các anh chị cứ xem lại bản tin tuần video số 197 của nó như vậy có đúng không? Đó và nó quay trở lại test đây cực đẹp này và phiên kết tuần thì như vậy là không có gì phải bàn cãi nữa cả. KBC chính thức break cản 33 và lực cầu tốt, như vậy xu hướng tuần tới KBC sẽ hướng về vùng giá mục tiêu tiếp theo ở vùng 34.5 đến khoảng quanh vùng 35. ITA trên góc độ gom dài đánh dài, đấy là cái đặc tính của mã cổ phiếu này đã nói với các anh chị rồi. Thì ở trong tuần như vậy là ITA cũng đã hoàn thành, nó hoàn thành nhiều cái target. Thứ nhất đó là target ở vùng 5.9 hoàn thành. Test cung kỹ thuật lại cực đẹp ở quanh vùng 5.7, 5.8. Đó, từ cực 7 của vùng 575 và có một cái đa hình thành một cái lực bắt cực mạnh ở đây và như vậy chính thức là hoàn thành một cái mức giá kỳ vọng ở vùng 6.2 đúng không và hiện tại như vậy với góc độ nhóm ngành bất động sản dân cư cực kỳ tốt nên ông sẽ tiếp tục hướng đến vùng cảnh kỹ thuật 6.4 đến 6.5 của tuần giao dịch tiếp theo uh, SSC là một mã cổ phiếu cơ bản tốt được khuyến nghị đầu tư, được khuyến nghị cầm dài và các anh chị nhìn thấy ở trong 2 tuần vừa qua thì SSC cũng đã hình thành ở cái mô hình VW ở đây ở quanh vùng 34 34.5, vùng đã có phân tích cực kỳ kỹ ở trong bản tiên tuần trước. À, tuần này à, mục tiêu của SSC như vậy SSC hoàn thành những target cực đẹp luôn. Đầu tiên đó là target kỹ thuật ở quanh vùng 38 và sau khi nó hoàn thành cái target mục tiêu này. Thì như vậy là à, SSC của chúng ta tiếp tục có một à, vùng đánh kỹ thuật rất là tốt, rất là tốt và tiếp tục hướng lên cái vùng 40 40.3. Khả năng tuần tới thì cổ phiếu này sẽ bứt thoát vùng 40.3 và hướng lên vùng cả mục tiêu tiếp theo nó sẽ cao hơn, đó là khoảng vùng 41.5 đến khoảng vùng 42. IDC cực kỳ đẹp về kết quả kinh doanh, về doanh thu, về lợi nhuận cực kỳ đẹp đó các chị. IDC thì không có gì phải, phải 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 trách cứ cả. IDC cực kỳ đẹp. Và trong tuần trước thì cũng đã có phân tích cho các anh chị cái mô hình VK IDC hình thành ở quanh vùng 4445 tuần này như vậy là IDC sau khi mà hoàn thành cái vùng giá mục tiêu đó, vùng giá mục tiêu mùng đã có phân tích ở đây là vùng 49 thì nó có test lại cung và nó cái điểm test này nó đẹp đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi các anh chị nó chỉ test lại ở trên vùng 48 thôi và sau đó lực cầu được đẩy vào cây đến giờ đó, cây đến giờ, cây đến giờ đầu tiên và nó uh, trong phiên giao dịch ngày 11 hay 12 gì đây, nó đẩy lên một cái cây đến giờ cực kỳ đẹp với lực cầu 2 triệu cổ phiếu. Lực cầu rất là tốt luôn và kể từ đó thì IDC của chúng ta bắt đầu tiếp tục công lên vùng cảng kỹ thuật ở quanh vùng 52. Các độ kỹ thuật ngắn hạn như vậy, IDC có thể tiếp tục sẽ hướng về vùng cảng kỹ thuật tiếp theo ở vùng 53. Tuần tới thì chắc chắn là công lên 53 rồi, khỏe khoắn hơn thì chúng ta sẽ hướng lên khoảng vùng mươi 54. VGC cũng cực kỳ là happy, cực kỳ là nét luôn đây VGC đó thì đối với VGC cũng như vậy nó hình thành và cái trend của VGC đó nó vẫn là một cái áp trend cực kỳ là đẹp luôn các anh chị đó vẫn cực kỳ đẹp mặc dù là thị trường của chúng ta rất là biến động nhưng mà cực kỳ ngon lành tuần này sau khi mà nó đạt được target mục tiêu ở quanh vùng 52 và nó tiếp tục quay lại test cung ở vùng 51 thành công, tiếp tục công lên vùng cản 54, đóng cửa tuần đúng vùng 54 và với góc <laughs> nhìn và cách đi của nhóm ngành bất động sản khu nghiệp như thế này, như vậy tuần tới nếu có chỉnh cung thì cái cách của nó chỉnh như thế này các anh chị nhé, nó có thể chỉnh thôi nhưng mà theo quan điểm của Hùng thì nó cũng chỉnh nhẹ thôi thế nó sẽ rơ lắc nhẹ lại một một tí tẹo đây này khoảng quanh vùng 53 và như vậy mục tiêu của VGC tiếp tục hướng lên vùng cản kỹ thuật 56 Nhóm anh, chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo, đó là những nhóm cổ phiếu thép thì nhìn chung ở trong tuần vừa qua thép đang ở giai đoạn sideways tích lũy và cố gắng phục hồi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu Hòa Phát trong tuần hoàn thành vùng giá mục tiêu 26 và khi khi đạt đến cái vùng giá mục tiêu này thì thông thường như vậy thôi, cổ phiếu bao giờ nó cũng phải test lại và các anh chị nhìn thấy nó lừng hừng lừng hừng ở đây và cuối tuần nó mới test đó thì cái điểm test kỹ thuật là đầu tiên nó sẽ test lại quanh vùng 25 và điểm test sâu hơn sẽ là vùng à, 25.5 trước nhé 25.5 trước và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó test về vùng 25 và sau đó rút chân mạnh lên khoảng quanh vùng 25.7 cây đến giờ khá là tốt góc độ kỳ vọng tuần tới nó sẽ quay trở lại vùng 26 đến khoảng vùng 26.5 Nam Kim cực kỳ khỏe trong tuần vừa qua thì Nam Kim cũng đã chính thức đạt target kỹ thuật ở quanh vùng 20, sau đó thì nó có sự sideways và thậm chí là có thời điểm nó kéo lên vùng 21 nhưng sau đó tuần phiên phiên kết tuần này thì nó tiếp tục test về khoảng quanh vùng 19.8 đến khoảng quanh vùng 20, cây nến kết giờ là đẹp. Như vậy tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng uh, Nam Kim sẽ bứt cản 21 và hướng về vùng giá mục tiêu xa hơn, hướng về vùng giá mục tiêu xa hơn ở quanh vùng 21.5 đến khoảng vùng 22 bởi vì về cơ bản tuần này về cơ bản tuần này là nó đã xây uh, nó đã xây được cái vùng khoảng 19.7 đến vùng 20 như vậy là cơ bản là thành công như vậy là chúng ta sẽ nâng target lên <laughs> Hoa Sen trong tuần cũng đã đạt cái target mục tiêu chúng ta đề ra đây vùng 19.5 tiếp tục sideways ở quanh vùng 19.5 có những cái thời điểm là nó đánh cực kỳ tốt và sau đó phiên ngày hôm nay đó thì cổ phiếu Hoa uh, Sen đã quay trở về lớp gáp và lấp lại quanh vùng 19 trên cao độ kỹ thuật là cực đẹp Uh, cây đến giờ hai cây đến giờ phục hồi tốt như vậy là tuần tới tuần tới thì có thể nó sẽ test lại ở quanh vùng 19.5 một lần nữa hoặc nó sẽ sideways ở quanh vùng 19.5 sau đó 19.5 và sau đó thì mục tiêu uh, chúng ta sẽ tiếp tục tiệm cận lên cái vùng cản 20.5 khỏe hơn thì có thể nếu mà lực cầu mà tốt thì có thể đánh lên khoảng quanh vùng 20.5 đến khoảng vùng 21 ở đây VGS ở trong tuần cũng có tín hiệu giao dịch khá là ok. Thứ nhất là nó đạt được cái target ở đây là target 20, sau đó nó có chỉnh cung và hiện tại trong tuần có hai điểm test cung và hai điểm test cung này thì nó đều test trên vùng 19 cộng và điểm này là nó test ở khoảng vùng 19.2, 19.3. Và điểm hôm nay cũng như vậy, như vậy là hai cái điểm test cung này cũng hết sức là tích cực và happy. Cây nền kết giờ thì tuyệt vời rồi. Như vậy là chúng ta tuần tới sẽ tiếp tục hướng lên vùng cản tiếp theo của VGS ở quanh vùng 22. TVN thì chưa đạt nói chung là vẫn tiếp tục uh, tích lũy thôi Ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ 6.2 đến vùng 6.3 Và cản có thuật ở đây các anh chị lưu ý ở vùng 6.8 đến vùng 7 Như vậy trong tuần vừa qua về đến vùng 6.8 Thì như vậy nó lại quay trở lại tích lũy này Và trên góc độ kỹ thuật như vậy là tuần tới thì khả năng là sẽ tích lại ở Quanh vùng 6.4, 6.5 uh, Khi nào mà chúng ta có một cây nến giờ ngồi lại ở trên vùng 7 Với lực cầu đánh mạnh uh, Vượt thoát vùng 7 với lực cầu đánh mạnh Thì như vậy là chúng ta mới bắt đầu có thể mở mua thêm ở TVN cũng đánh tương đối là sát với các cái phân tích dự báo TLH uh, phân tích dự báo ở trong tuần vừa qua ở cả kỹ thuật của em này đó là quanh vùng 8 ở đây thì các anh chị nhìn thấy rồi đúng không ạ nó chạm về vùng 8 chạm về vùng 8 ở đây thì như vậy nó sẽ chỉnh cung trở lại và các điểm test cung lại quanh 7.5 cơ bản là đẹp như vậy tuần tới tiếp tục ngắm về vùng cản kỹ thuật 8 khỏe khoắn hơn đẹp hơn thì sẽ đi về vùng 8.5 8.7 ở đây sẽ là vùng cản và bên đây thì nó sẽ tiếp tục diện nó sẽ tiếp tục đạp một lần nữa để làm sao nó bắt đầu hình thành hình thành kênh xu hướng đó và kênh xu hướng này là kênh xu hướng mà nó sẽ phải hình thành lại rất là lâu bởi vì trong nhịp vừa qua thì nó bị gãy cái cái trend kỹ thuật nên là nó phải xây lại từ đầu nhóm ngành phân tích tiếp theo đó là nhóm đầu tư công vật liệu đầu tư công thì đối với nhóm ngành này thì cũng đã có phân tích định hướng từ quý 4 của năm 2022 và năm 2023 thì nhóm ngành này cũng uh, cơ bản là thành công KSB <laughs> ở đây trong tuần KHB hoàn thành vùng giá mục tiêu 29.29.5 và uh, nó test tích lũy cũng rất đẹp hai điểm test tích lũy ở vùng 28.3 và có lực long lên uh, như vậy tuần tới uh, chúng ta sẽ kỳ vọng em này sẽ đánh vượt lại vùng 29.29.5 uh, khỏe khoắn hơn thì chúng ta có thể ngắm lên vùng 30.5 đến khoảng quanh vùng 31 uh, và thuận ấy, thuận có nghĩa là gì có nghĩa là chỉ số Dow Jones cần phải tích lũy lại được và vượt thoát đi lên PLC trong tuần cũng hoàn thành vùng giá mục tiêu 35 Đó, hoàn thành vùng giá mục tiêu 35 Đồng thời nó cũng test tích lũy lại ở quanh vùng 34 ở Tương đối là đẹp Với góc độ uh, ngắn hạn như thế này Thì chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng tuần tới sẽ tiếp tục công lại vùng 35 Bước thoát vùng 35 thì nâng target của cổ phiếu này lên vùng 36 BCC ở trong tuần chủ đạo là tích lũy Hình như là chủ đạo tích lũy À đâu, có vượt thoát đấy chứ Hoàn thành vùng giá mục tiêu Thậm chí là còn có thời điểm nó đánh lên vùng 24, 26 Uh, cơ bản ở đây này, cơ bản ở đây này là vùng 11.5 như vậy là tuần tới biên tích lũy 11.5-11.6 thành công, chúng ta tiếp tục ngắm lên cản 12 nhóm đầu tư công gồm mã cổ phiếu VCG VCG cây nến kết giờ thì nhung đã có phân tích góc độ kỹ thuật rồi đúng không các anh chị nắm được rồi. Tức là khi mà cổ phiếu VCG nó đè lại được vùng 25 đó là tín hiệu kỹ thuật rất là tốt và nó sẽ có xu hướng quay trở lại test cung và điểm test cung của VCG trong tuần vừa qua cực kỳ đẹp luôn. Nó test ở khoảng quanh vùng 25 thôi và cứ mỗi lần chạm về vùng 25 ở đây thì nó đều diện, nó đều đẩy lên và cây nến cái tuần cũng như vậy, nó chạm về vùng 25 và có cây nến giờ đẩy lên như vậy. Tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục giữ nguyên cái vùng giá mục tiêu đó là vùng 26.5. Ờ FCN, FCN thì trong tuần chúng ta có đặt ra cái target ở 16.5 nhưng chưa đạt, nó chỉ lên được cái target dưới này là 15.5 thôi và sau đó tiếp tục sideways. Về cơ bản điểm sideways này thì cũng khá là ok. Vùng ngõ được cái tuần 14 8 15 giữ được cây đến kết tuần thì có sự phục hồi và quan điểm kỹ thuật thì chúng ta vẫn giữ vẫn giữ là gì tức là bất cản 15.5 và hướng về giá mục tiêu 16 16.5 C4G <cười> <cười> target mục tiêu 13 13.5 và trong tuần vừa qua thì nó về được đến vùng 13.2 và test tích lũy, góc độ test tích lũy ở vùng 12 5 12 7 như vậy là đẹp. Mục tiêu tuần tới thì chúng ta vẫn như vậy thôi, 13 13.5. LCG LCG đặt uh, vùng giá mục tiêu 13.5 và trong tuần vừa qua thì nó chỉ về được cản một thôi, cản 13 và uh, nó tiếp tục sideways uh, ngắn hạn như vậy chúng ta cũng có điểm hỗ trợ 12 6 12 7 là vùng hỗ trợ dưới và cả cái thuật trên đó là vùng 13.5. HHV khá là tốt ờ, Trong giai đoạn hiện tại như vậy là HHV có một cái tranh kỹ thuật cực kỳ đẹp đó Tuần vừa qua nó đạt được target 17 và đang hướng về vùng giá mục tiêu 18 ờ, Điểm xa nhất là đi được vùng 17.8 ở đây này 17.7, 17.8 ở đây và sau đó thì bắt đầu xu hướng chỉnh cung Chỉnh cung thì nó lại test lại ở trên vùng 17 đẹp Điểm này là test 16.8 và sau đó phục hồi lên và điểm này test lại 17 như vậy đẹp Tuần tới tiếp tục ngắm target 18 khỏe hơn thì lên 18.5. G36 ở trong giai đoạn hiện tại, xu hướng chủ đạo là sideways tích lũy đi ngang vùng hỗ trợ dưới 7.2 7.3 và vùng cản trên đó là vùng 8.3 8 884 à 8.5. Đó. Thì các tài khoản mà đang cầm thì các anh chị có thể lưu ý là chúng ta có thể Sideway đánh ngắn ở trong bên này. Nhóm ảnh phân tích tiếp theo đó là nhóm ảnh bất động sản dân cư thì trong tuần tuần vừa qua thì ông Lê đã có khuyến nghị mua rất nhiều các cái mã cổ phiếu của ngành bất động sản dân cư. À, bởi vì trong thời điểm hiện tại như vậy là nó cũng đã về được những cái vùng hỗ trợ khá là tốt và độ chiết khấu khá là cao điểm hỗ trợ ngon và đang có những cái điểm gọi là cái mô hình test đáy V-kép cực kỳ là tuyệt vời ở đây chúng ta thấy Sell đó, ví dụ đối với Sell thì trong tuần trước cũng đã có phân tích cho các anh chị một cái mô hình V kép kỳ vọng ở đây đó là Sell sẽ uh, hoàn thành những vùng mô hình V ở quanh vùng 17.8, 17.5 đến vùng 18 ở đây là mô hình hai đáy. Sau đó thì Sell sẽ bắt đầu uh, hoàn thành cái target một ở khoảng quanh vùng 20 đến 20.2 đây các anh chị có luôn. Và khi mồm có phân tích khi mà cổ phiếu Sell về đến vùng 20 chắc chắn nó phải có một nhịp chỉnh cung và ngay lập tức chỉnh cung đó và chỉnh cũng xong thì nó lại đạt lại đấy chúng ta đánh giá vùng 19 cực đẹp ba cây nến giờ này đấy lực cầu đi vào này rồi nó có sự phục hồi nó có sự phụ hỗ trợ này như vậy là đây sẽ là cái sự phục hồi và nó lại tiếp tục đánh nhịp hai xeo trong đánh rất nhịp nhàng đánh nhịp hai về vùng 21 rồi nó lại tiếp tục quay trở lại test và cái cây nến test của ngày hôm nay là cây nến test cực kỳ ý nghĩa cực kỳ hay Tức là sau khi nó đạt cản 20, nó bứt lên trên 20 và nó quay trở lại, test lại vùng 20 thì đấy là tuyệt vời. Lực cầu 2, 2, 2 điểm kết phiên đẹp quá. ATC, cây đến ATC đẹp. Mục tiêu ở vùng 22 đến vùng 2.3 tuần tới. HDG cũng đẹp rồi. đó Mô hình VKP ở đây và hiện tại trong tuần HDG hoàn thành vùng giá mục tiêu 28.5% à, ờ, mục tiêu của chúng ta đề ra là 28.5 đến vùng 29 nhưng mà lên đến 28.5 thì nó chỉnh cung nó chỉnh xong nó lại đánh về vùng 28.5 rồi nó lại chỉnh cung à, các anh chị nhìn thấy không ạ đó nên là nên 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 là nếu như mà chúng ta phân tích ở trên chạc kỹ thuật ngày là gần như các anh chị sẽ không nhìn ra đó nhưng mà hùng vẫn nhìn ra đấy vùng cản này rồi gặp vùng hỗ trợ đó, và đồng thời nó test cái vùng hỗ trợ 27.7 cực đẹp rồi phiên ngày hôm nay chạm 27.7 nó lại hồi lên vùng 28.5 như vậy thì uh, nó sai quay thôi và nó sai quay để làm gì để nó tích lũy nó tạo nền ở đây kỳ vọng tuần tới ở vùng 29 đến khoảng vùng 29.3 HDC cũng test lại đáy lần hai nhắc lại đáy lần hai đây các anh chị này thì ví dụ trong tuần qua là cũng có dự báo HDC sẽ đánh lên khoảng quanh vùng 32 và tại đây thì chắc chắn nó sẽ chỉnh cung và đúng là nó test nó test cực sâu luôn test cực sát luôn đó và test về hỗ trợ 29.5 vùng 30 lại đánh lên vùng 32 rồi nó lại quay lại nó test đó liên tục như vậy và đây hình như đang là tập duyệt cho 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 hệ thống KRX hay sao đó T0 kiểu kiểu nó nó đánh rất là nhanh thì như vậy là tuần này lại hoàn thành tăng S32 rồi rồi tuần tới khả năng nó lại test nhẹ lại đây thì nếu đẹp nếu đẹp thì ở khoảng quanh vùng 31 31.5 nhưng theo quan điểm của Hùng là sẽ ở khoảng quanh vùng 31.5 bởi vì à, 31.4 thì đây này, 31.4, đó. Nó 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 sẽ test tích lũy lại ở khoảng quanh vùng này và sau đó thì nó sẽ vượt thoát vùng 32, mục tiêu chúng ta sẽ nâng lên khoảng 33.4 đến khoảng vùng 34. Đạt Phương, Đạt Phương cũng là một mã cổ phiếu rất là hay và thường xuyên phân tích theo dõi. Đó, đối với Đạt Phương, trong tuần thì Đạt Phương cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 38.3. Đó, gặp 38.3 kiểu gì cũng chỉnh. Đó, chỉnh rồi nó lại long về 38.3 rồi, phiên kết tuần nó lại chỉnh lại vùng 37 ở đây rồi nó lại về lại gì 38.3 đến vùng 39 đó thì cách vận hành cổ phiếu như vậy thôi và lực cầu của Đạt Phương đánh tương đối tốt tuần tới tuần tới nhá tức là trên góc độ kỹ thuật là chúng ta vẫn đánh giá rằng là 40.5 đến vùng 41 nhưng mà để lên vùng đấy là nó lại khả năng là nó phải phải chích lại một tí ở đây này đó rồi nó mới đi được tức là nó phải test lại cái cái vùng cảng cái tuần mà chúng ta phân tích ở đây là vùng 38.3, 38.5 rồi sau đó nó mới chích tiếp lên để nó nó, nó đi lên được ở cản cái tuần 40.5 đến khoảng vùng 41 Nam Long cũng rất là đẹp Nam Long thì cực đẹp luôn Đó Nam Long cây nền kết giờ đẹp quá Thì đối với Nam Long Đúng không ạ Thứ nhất Điểm thứ nhất là chúng ta phân tích về vùng 34 Và về vùng 34 kiểu gì cũng chỉnh cung Đây vùng 34 trả lời luôn Là chỉnh cung và nó test tích lũy lại quanh vùng 33 thành công Rồi nó lại kéo về vùng 34 Và trong phiên kết tuần thì nó cũng test tích lũy cực đẹp vào đây vô hình dung là các anh chị nhìn thấy không Đẹp không Đẹp chứ Đấy Đấy, nó hình thành được một cái kênh xu hướng tăng và kênh xu hướng này là 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 là, là như thế này là happy lắm rồi đấy đó rất đẹp rồi tuần tới có test nó có test thì nó test nhẹ nhàng thôi và góc độ như thế này thì nó sẽ hướng về vùng giá mục tiêu ở khoảng quanh vùng 36 KDH thì thôi khỏi phải chê hết nước chấm KDH đẹp KDH cực đẹp luôn đó thì đối với KDH ở trong tuần tới thì cũng đã có phân tích nha sau đó thì các anh chị có nhớ không ạ sau một cây nến như thế này thì cũng có phân tích cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của KDH ở vùng 28.3 28.6 các anh chị xem lại bản tin tuần cũ đi đó, xem mục của nó như vậy không? Rồi sau đó thì mục vùng giá mục tiêu là 30 mấy đây ta này, 33 30.3. Đó, 30.3 là hoàn thành trong phiên hôm nay. Phiên hôm qua nó hôm nay nó giật phát xuống 30 và cây nến hai cây nến kết giờ thì quá đẹp luôn. Tăng kịch trần. Như vậy đóng cửa vùng 32 tuần tới khả năng sẽ hướng về vùng 32 32 cản kỹ thuật tiếp theo ở đây là vùng 32.5 này 32.5 đến khoảng vùng 33 tức là về 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 góc độ kỹ thuật là nhịp này thì chắc chắn là KDH sẽ đẩy về về cản cũ rồi sẽ đẩy về cản cũ các anh chị đẩy về cản cũ là nó khoảng quanh vùng 33.3 đến khoảng quanh vùng 34 DG cũng đẹp rồi DG cũng đẹp đấy DG là chúng ta thấy rằng là Ờ, trong tuần vừa qua thì cũng đã có phân tích uh, khá là kỹ những cái ý đồ tạo lập của Dg đúng không ạ ở đây nó sẽ hồi lên khoảng quanh vùng 22 sau đó nó sẽ quay trở lại test cung kỹ thuật này đó và tiếp theo thì nó đẩy lên được vùng uh, 24 và trong phiên cái tuần ngày hôm nay như vậy là điểm test này cũng rất là thành công nó test về quanh vùng 23 chấm 22 chấm mấy đấy 22.8 và tiếp tục kỳ vọng tuần tới như vậy là lực cầu khá là tốt rồi này cầu tăng khá là tốt rồi và tuần tới như vậy chúng ta sẽ tiếp tục ngắm về vùng 25.5 đến khoảng vùng 26 của DIG Novaland cũng bắt đầu tích lũy tốt rồi à, lình trình trái phiếu đủ các thứ nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng ở đây biên hỗ trợ kỹ thuật 13 13 9 14 2 này Uh, cản trên trong tuần vừa qua đánh hai lần đó là nó đánh về cản 15 này lần thứ nhất và lần thứ hai phía này thì đóng cửa 14.95 tức là suy soát ở vùng 15 mục tiêu của tuần tới thì chúng ta sẽ ngắm lên cản cái tuần tiếp theo ở vùng 16 đất xanh của anh Thìn cũng rất là tuyệt vời em gửi gắm anh Thìn là trong tuần vừa qua anh có có chỉnh cung có gì thì anh giữ lại cho em vùng 16.7 và đúng như thế luôn anh đánh về vùng 17 uh, uh, 17.5 sau đó anh test một phát ở đây về rất đẹp ở quanh vùng 16.7 đến vùng 17 tiếp tục long lần 2 và tiếp tục test cung ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay ở quanh vùng 17.2 hai cây nến giờ khá là tốt lực cầu tốt như vậy tuần tới chúng ta tiếp tục kỳ vọng ở góc độ 19.19.5 đến vùng 20 về đến đây thì khả năng nó lại bắt đầu nó rung lắc và nó phải cần lắc một nhịp nữa và lắc nhịp này là lắc nhịp cuối để như vậy là chúng ta kỳ vọng một cây nến xanh và đóng tuần ở trên vùng 20 cộng ở đây thì như vậy là rất là tuyệt vời BDR thì cũng rất là đẹp rồi, BDR cũng cực hay à, rất khỏe. Đó, trong tuần vừa qua thì thứ nhất đó là target mà mục tiêu mà chúng ta đề ra đó là vùng 24 24.3 thì nó đã hoàn thành. Sau đó nó chỉnh cung này, nó test lại vùng 22.5 đến vùng 23 thành công và hai cây nến kết giờ phiên ngày hôm nay thì cực đẹp rồi, đóng cửa kịch trần. Như vậy tuần tới thì sẽ ngắm lên ở khoảng quanh vùng 26.5 đến khoảng vùng 27. Phân tích cho các anh chị mấy con pen HQC Đấy, HQC hỗ trợ kỹ thuật 3.7. Cản 3.9 đến vùng 4, nó gặp đến cản này nó đạp này rồi đây gặp đến cản 3.9 vùng 4 nó đạp test lại nền và có thể tuần tới lại bắt đầu từ 3.7 nó lại phục hồi về 3.9 đến vùng 4. SCR hiện tại cũng đang xây nền khá là tốt rồi, như vậy là tuần này về cơ bản là nó xây ở quanh vùng 7 đến khoảng vùng 7.2, kỳ vọng trong tuần tới thì có thể đánh lên được ở khoảng vùng 7.5 7.6 đây là cái cản kỹ thuật tiếp theo của SCR CCL thì chưa có gì đột biến cơ bản trong tuần vừa qua nó <laughs> tiếp tục đi ngang quanh vùng 6.4 6.5 6.6 cả kỹ thuật ở đây là vùng 6.8 bứt được vùng 6.8 với lực cầu tốt thì cái đó các anh chị có thể cân thêm nhóm ngành phân tích tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí thì hiện tại là nhóm ngành dầu khí cũng đang được hưởng lợi khá nhiều yếu tố thứ nhất là yếu tố địa chính trị thứ hai nữa là ở trong nước thì như vậy là uh, các uh, cái tháo gỡ để mà thực hiện cái lô b ô uh, môn đúng không ạ? và đặc biệt là khu vực bãi Tư chính uh, Việt Nam của chúng ta cũng đang tích cực để mà triển khai các cái giàn khoan thứ nhất là vừa khoan tài nguyên thứ hai là vừa khẳng định chủ quyền biển đảo đấy là một cái cái việc uh, theo quan điểm cá nhân của ông Lê là cực kỳ trọng tâm ấy, và chính phủ sẽ 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 quyết liệt để làm cái việc đó thì đấy sẽ là những cái thông tin khá là tích cực và đặc biệt là giá dầu. Giá dầu phục hồi thì đó cũng sẽ là những cái, cái 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 nguyên nhân, những cái tác động lên trực tiếp lên nhóm ngành dầu khí. Thì đối với PLX thì nó cái tính tạo lập của nó hơi khó chịu nên Hùng đã có phân tích rồi, như vậy là đấy, nó từ đây này, tuần trước thì cũng bảo là tay to nó cân thì mình cân, đúng không ạ? Và tuần này thì nó về được trên vùng 37 cộng rồi và nó đang test cung lại kỹ thuật ở đây là khoảng quanh vùng 36.4 mục tiêu ở đây thì sẽ ngắm lên vùng 38. PVS là thằng này là chuyên khoan này. À, chuyên khoan này thì à, nó cũng là, là 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 tốt này và hiện tại ở đây hiện tại đây trong tuần đó là PVS đầu tiên thì cũng có dự báo là về khoảng vùng 38 và sau khi nó bứt được cái vùng nó về được vùng 38 rồi nó 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 nó, test lại nhẹ và cây nến này thì cây nến là rất là khó phán đoán đúng không ạ một cây nến giờ nó đẩy lên và sau đó nó test lại ở quanh vùng 38.5 tiếp tục đẩy lên vùng 40 trong phiên giao dịch ngày hôm nay như vậy PPS tiếp tục đẩy lên vùng 40 thì các anh chị để ý là trong thời điểm hiện tại đối với PPS á thì nó đang hình thành một cái biên một cái biên thứ nhất là hỗ trợ dưới ở đây các anh chị nhìn thấy rồi 36 35.5 đến vùng 36 và biên trên đó là vùng 40 thì cứ mỗi lần chạm về vùng 40 là cổ phiếu bị đạp lại như vậy nhịp này có đạp không có thể có nên là các anh chị em lưu ý đó các anh chị em lưu ý thì chúng ta phải lưu ý thì để mà lưu ý cái cái việc đó thì như thế nào thì như vậy là tuần tới này các anh chị lưu ý là nếu trong trường hợp mà PVS test tích lũy ở vùng 39.5 đó nó test thành công và nó có sai như vậy thì không sao cả đó chúng ta cứ cầm đúng không ạ ví dụ các cái vị thế đang cầm thì chúng ta cứ cầm thế còn trong trường hợp nếu mà xuất hiện một cái cây nến mà nó bị gãy như này kiểu kiểu như này ví dụ như vậy đó thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ cân nhắc chúng ta chốt bớt đúng không ạ đó để chúng ta tránh những cái trường hợp như trước đây và khi chúng ta chốt ở vùng này rồi thì biết đâu được một ngày đẹp trời nó lại về lại vùng 36 sáu năm ba 36 năm ba sáu năm ở đây thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta cân đấy ppd cũng đẹp trong tuần vừa qua đẹp Hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở vùng 27. Và đây là một cây nến giờ cực kỳ khỏe luôn. Nó kéo từ vùng 26 lên tận vùng 28 trong 1 giờ. hai Tăng 2.000 đồng trên một phiếu. Sau đó thì nó tiếp tục có những cây nến giờ test lại ở vùng 27.5. Và ở đây nó đang hình thành được một cái cánh quạt lên. Đó thì với cái cánh quạt này và lực cầu cũng khá là tốt. Đó, lực cầu đánh vào PVD khá là tốt. Đây, đó, khá là tốt đúng không ạ? Và với cái góc độ như vậy, với góc độ nhìn nhận như vậy thì có thể kỳ vọng ở trong tuần tới PVD hoàn toàn có thể đánh lên vùng 29.5 đến khoảng quanh vùng 30. BSR trong tuần cũng đã đạt được cái target mục tiêu đó là ở vùng 21.5 và khi về đến vùng 21.5 đến vùng 22, đương nhiên đây là cản, kiểu gì cũng bị đạp. Và nó đã đạp, thực tế là nó đã đạp. Đó, về đây là nó đạp về vùng 20.5 mươi uh, 20.7 ở đây và uh, bắt đầu tích lũy uh, phiên nay đóng cửa vùng 21.2 như vậy tuần tới lại vui vui lại kéo về vùng 21.5 vùng 22 ở đây là vùng cản uh, vùng cản rồi thì cũng có thể về đây nó lại bị đạp và chúng ta lại 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 chờ đợi những cái điểm tích lũy hỗ trợ để chúng ta thu gom đánh chứng khoán hay không anh chị hay mà nó nó chỉ như vậy thôi uh, rồi nói chỉ có như vậy thôi nhưng mà cực kỳ khó bởi vì uh, Ngành tài chính, uh, đi buôn tài chính là một cái ngành đỉnh cao các anh chị. Nó không dễ đâu. Nói là dễ nhưng nó không dễ đâu. Uh, oi ở đây tuần vừa qua. Uh, nhìn chung thì cái target một nó đạt này 10.4 này. Nó vươn lên target 2 10.8 và nó đang sideways lại. Uh, test lại thích lý ở giữa target một và target 2. Uh, tình hình chung nó cũng khá là ổn định. Khả năng dự lý index tăng. Và index tăng thì như vậy là khả năng bứt 10.8 để lên vùng 11.2, 11.4 ở trong tuần tới là cao. nhóm ngành phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán à đối với ông anh chứng khoán này rất là 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 quan trọng các anh chị nhá vci vci anh này mà xanh là cả thị trường xanh mà anh này đỏ là cả thị trường đỏ và trong ngắn hạn thì nhìn chung nhóm ngành chứng khoán nó cũng đã test rất thành công mô hình vk nhá các anh chị lưu ý và mô hình v-kép như thế nào thì nó đã test ở trong tuần tới và bây giờ mình sẽ vẽ lại một cái mô hình ở đây để các anh chị nắm được đối với mã cổ phiếu VCI đó thì như vậy VCI đạp từ vùng 50 và sau đó về đến vùng 37 vùng 38 ở đây nó test tích lũy điểm long một nó long lên được đến vùng 40 bốn mấy đây này và cái cách đi là cực kỳ đẹp này 41.2 rồi sau đó từ vùng 41.2 nó lại giảm tiếp nó test lại vùng 37 đến vùng 38 lần thứ hai và tiếp tục lại long lên vùng 41.2 và như vậy trong tuần vừa qua uh, VCI hoàn thành vùng target 1 ở 41.2 và như cũng có, có phân tích ở đây trong khi mà nó đã hoàn thành đây kiểu gì nó quay lại nó test và đây là một nhịp test rất là nhẹ rất là thành công ở quanh vùng 39.5 đến vùng 40 uh, test thành công ở điểm này như vậy là uh, nó lại có target long lên vùng 43 ở chạm vùng 43 thì nó lại phiên ngày hôm nay nó lại quay trở lại nó test tiếp và test ở điểm 41.2 à, thêm một lần nữa như vậy là cực kỳ là thành công. Trên góc độ kỹ thuật là gì? 41.2 là cản thì kéo qua cản và test lại cản long lên là cực đẹp. Như vậy tuần tới kỳ vọng 43 cao cao hơn thì 44.8 đến khoảng vùng 40 45. Đó, 44.8 nó khoảng vùng 45 đấy là target dự kiến của VCI. SSI cũng đẹp SSI rất là khỏe <laughs> Rồi SSI cũng như vậy Test thành công mô hình kép Tuần này thì SSI hoàn thành target mục tiêu 34 Và chạm vùng 34 đây các anh chị Kiểu gì cũng chỉnh Đấy điểm này chỉnh nhé Chạm vùng 34 lần 2 Chỉnh lần 2 về vùng 33 Và test tích lũy khá thành công Phía nay lại tiếp tục kéo 34 Nhưng mà đóng cửa không được ở vùng cao nhất ờ, Góc độ kỳ vọng thì Hùng vẫn tiếp tục đánh giá rằng là Uhm, SSI sẽ tiếp tục kéo và điểm kéo kỹ thuật của nó tuần tới nó sẽ kéo bứt cản 34 Để hướng về vùng giá mục tiêu cao hơn nó là khoảng vùng 35.5 35.5 đến khoảng quanh vùng 36 HTM đẹp, cũng khỏe, nói chung là cơ bản khỏe à, Về mặt kỹ thuật HTM hoàn thành vùng giá mục tiêu đặt ra ở đây đó là vùng 31.2 và khi tiệm cận hoặc là chạm vùng 31, 31 2 thì nó đã có nhịp chỉnh một long lên và test lại vùng 31.2, phiên ngày hôm nay hai cây nến kết tuần thì cũng tạm ổn. À, như vậy về mục tiêu uh, tiếp theo của tuần giao dịch tiếp theo như vậy là SS, uh, HTM sẽ tiếp tục uh, hướng về vùng cản mục tiêu 32 và khỏe hơn thì chúng ta vẫn tiếp tục đánh giá ở vùng 33 đó là vùng target mục tiêu của HCM ở VND, VND cũng lực cầu khá là tốt tuần vừa qua nó sideways tích lũy để hình thành một cái target cao hơn target mục tiêu là vùng 23 trong tuần thì nó đánh lên và xây sideways ở vùng 21.3 đến vùng 22 21.3 đến khoảng quanh vùng 21.6 khá là đẹp mục tiêu mục tiêu thì không có gì thay đổi cả chúng ta vẫn tiếp tục à, uh, tích lũy thành công ở đây và hướng về vùng target mục tiêu 23 FTS là một cái mã cổ phiếu rất là nhạy và hiện tại thì cũng là rất là siêu rất là siêu khỏe và khỏe của thị trường uh, và nó cũng là một cái cổ phiếu khỏe của nhóm ngành chứng khoán uh, kỳ lạ thật nhịp này FTS đánh rất là thành công như vậy là về cơ bản trong tuần vừa qua thì FTS đã hoàn thành hai target mục tiêu target 146 và target 248 và khi gặp 48 thì nó nó gì ạ đấy nó chỉnh cung này nó chỉnh thì nó lại test lại và nó chạm lại kênh xu hướng hai cây đến giờ. Hôm nay cực kỳ là tích cực rồi và với góc độ uh, nhóm chứng khoán phục hồi như thế này thì có thể tuần tới nó sẽ là 49 và 50. Đấy nó cứ đi theo nó cứ đi theo kênh thế thôi và lên đến cái vùng cản cái thuật này thì cũng là vùng cản rất là 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 mạnh đấy thì các anh chị có thể lướt ngắn. Đó, rồi về hỗ trợ thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta gom. SHS ở trong tuần cũng đạt target mục tiêu đúng không? SHS đạt target mục tiêu ở vùng 18. Đấy, đạt 18 nhá tức là dự kiến ở vùng 18 18.5 thì về cơ bản là đạt cả hai ờ, đầu tiên là đạt về 18 và nó đạp lại một phát ở đây như vậy nó test lại cũng cực kỳ happy luôn vùng 17.1 chính là cái điểm mút nến nó tạo thành trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì đến phiên giao dịch ngày thứ ba ngày thứ tư gì đó nó test lại ở đây tiếp tục lo về vùng 18.5 và lại bị đạp tức là cản mà về đến cản thì kiểu gì cho bị đạp và phiên ngày hôm nay lại test lại ở vùng 17.5 đẹp quá đóng cửa 18.2 như vậy mục tiêu tuần tới lại 18.5 xa xăm hơn thì 19 19.5 VIX con này cũng cực kỳ nhạy với thị trường Trần sàn rất là nhanh Nên là T0 là các anh chị chúng ta chọn những con này là ổn đấy này Thì đối với VX nhịp vừa rồi đấy Vùng 16 nhá chạm cả 16 Kiểu gì cũng bị chỉnh Và nó test tích lũy thành công ở vùng 15.3 rồi nó lại kéo 16 rồi lại về 15.3 rồi khả năng tuần tới lại về 16 16.3 khỏe khoắn hơn ở vùng 17 17.5 AGR cũng cũng hoàn thành mục tiêu, chắc chắn là hoàn thành Đấy, target mục tiêu của AGR 17.5 Các anh chị cứ xem lại bản tin tuần hùng phân tích đi Có phân tích là mục tiêu của tuần 17.5 đấy đó Gặp 17.5 là vùng cản đúng không? Thì nó phải chỉnh cung Và vì nó có cái điểm hỗ trợ đây này Nên là các anh chị đó, phiên ngày hôm nay nó test hỗ trợ đẹp luôn Nó test hỗ trợ 16.5 Mặc dù không đóng cửa được ở cao nhất phiên Nhưng mà như thế này cũng là một cái phiên uh, thành công rồi Và AGR mục tiêu vẫn là 17.5 Xa hơn là 18 và 18.2 VDS ở đây VDS ở đây nhưng mà chúng ta có vùng uh, hỗ trợ tuần 15 15 15 3 15 2 trong tuần VDS cũng hoàn thành target mục tiêu của 16 à, cứ mỗi lần chạm 16 đấy các anh chị nhìn nữa. đấy về bản chất là gì vì 16 là cản các anh chị hiểu như vậy và các anh chị khi mà nó nó tiệm cận về đó thì đây điểm thứ nhất nó test hỗ trợ này À, nó test thành công ở hỗ trợ xong nó lại tiếp tục kéo về vùng 16 tiếp tục test ở trong phiên này đó và phiên này thì về cơ bản là test thành công hỗ trợ rồi thì như vậy tuần tới lại vùng 16 16 2 khỏe hơn thì chúng ta có thể kỳ vọng nhịp này VDS sẽ đánh lên vùng 16.7 đến khoảng quanh vùng 17 ORS ORS cũng hoàn thành target mục tiêu ừ, hoàn thành target mục tiêu 18 thậm chí là còn kéo lên vùng 18.5 cơ. Và cái nhịp một kìa đó, chúng ta nói nhịp một đã, Người gặp 18 thì sẽ phải chỉnh cung. Đó và chỉnh tích lũy ở vùng 17.5 thành công thì nó lại kéo tiếp 18 và cái này thì nó kéo quá lên vùng 18.5. Rồi 18.5 nó lại chỉnh cung, nó lại test lại vùng 17.5 ở đây và tiếp tục phiên ngày hôm nay đóng cửa vùng 18. Thì về cơ bản như vậy 18 là kháng cửa tuần. À, tuần tới à, vui lại có 18.5, 19. TC2 hiện tại cũng đang có một uh, điểm đánh lên. Uh, target mục tiêu hướng về vùng 1 5 trong tuần thì TC2 cũng xây khá là chậm, con này xây khá là chậm, nó xây ở vùng 10.5 xong nó kéo nhẹ lên 11 và sau đó phiên ngày mai xây 10.7 tiếp tục kéo lên vùng 11.2, mục tiêu thì có thể ngắm 11.5, khỏe hơn thì nó sẽ ngắm lên vùng 12, đó vẫn là những cái mục tiêu trong ngắn hạn của TC2. Uh, MBS khá là nhạy với thị trường. Uh, đối với em này đối với em này thì như vậy là trong tuần thì MBS cũng hoàn thành vùng giá mục tiêu ở vùng 23 23.5 sau đó khi mà hoàn thành vùng giá mục tiêu xong thì nó chỉnh thì nó chỉnh thì nó nó lấy cái tiêu tiêu điểm đó là gì đó là điểm 22 đây là điểm hỗ trợ này rồi lại tiếp tục kéo về vùng 23, 23 5 rồi lại chỉnh phiên này chỉnh 2.5 đẹp mặc dù đóng cửa không được cả cao nhất phiên nhưng mà đây cũng là một cây nến khá là thành công mục tiêu thì vẫn là 23.5 uh, khỏe hơn thì sẽ lên vùng 24.5 ở cổ phiếu CTS như vậy trong tuần thì CTS cũng đã hoàn thành một giá mục tiêu đó là vùng 28 trên 28 và khi gặp cản 28 thì đương nhiên nó sẽ chỉnh cung đó là cái quy luật vận động bình thường của cổ phiếu thôi đấy ai mà đu đúng cản 28 tức là các anh chị đu đúng kháng cự thì sẽ chịu áp lực lỗ trong ngắn hạn có thể là tuần tới nó sẽ về vùng 28 nhưng mà ít nhất là chúng ta sẽ chịu áp lực lỗ trong ngắn hạn là có thời điểm nó về đến vùng 26.5 thì như vậy là chúng ta bị lỗ mất khoảng tầm nghìn rưỡi đó rồi bây giờ nó lại phục hồi lên vùng 27.5 và tuần tới sẽ lên vùng 28, khỏe hơn thì sẽ lên vùng 29 đến khoảng vùng 30. Nói chung là con CTS này nó đánh rất nhanh và chỉ cần một hai nhịp long thôi là nó sẽ lên đến 30 thôi, bởi vì thì chỉ cần nhóm chứng khoán đánh là con này nó xanh tím hoặc là trần đấy mà. Nó đánh rất là nhanh. Ok, còn thời gian thì chúng ta sẽ nhìn anh Vượng tí nhé. Đó, ngắm sang anh Vượng tí. Vích. Uh, Vic có vùng ngồi đợi cái thuật 4445 tuần vừa qua thì Vic có điểm long lên nhưng mà điểm long này chưa thực sự thuyết phục. Khả năng tuần tới thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục kỳ vọng là anh V anh ấy sẽ long lên khoảng quanh vùng 49 đến vùng 50 và nó sẽ sideways mục đích là nó sẽ sideways ở trong vùng này xây nền tích lũy để chờ thời điểm và um, một cây nến một cây nến mà ngồi lại ở trên vùng 50 cộng ở đây với lực cầu đánh tốt với tất cả nói chung là nó hội tụ nhiều các yếu tố kỹ thuật thì tại thời điểm đó chúng ta phân tích thêm còn ngắn hạn các anh chị có thể nhặt dần nói chung nhặt nhẹ nhẹ thôi bởi vì VIX uh, uh, hiện tại thì như vậy là cũng đang hơi 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 lụ khụ Vinhome có vẻ đẹp hơn này <laughs> về mặt kỹ thuật là Vinhome tuần vừa qua đạt vùng 48 này và khi đạt đến vùng 48 rồi thì bao giờ nó cũng chỉnh này nó chỉnh nó test này và đây đang là một nhịp test này các anh chị lưu ý này thì test về nếu như nó test cung về khoảng quanh vùng 46 và nó test tích lũy thành công và chúng ta chỉ cần chờ đợi một cây nến nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi Vinhome có một cây nến đánh xanh mạnh và ngồi lên trên vùng 48 cộng ở đây thì như vậy đó cũng là một cái tín hiệu kỹ thuật mà để giúp cho chúng ta phán đoán được định lượng được, được cái 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 cách tạo lập của thị trường cách tạo lập của đội 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 tạo lập và đánh lên hay đánh xuống thì như vậy là chúng ta sẽ phải cần cái tín hiệu này. Ờ cổ phiếu VRE. VRE như vậy trong tuần thì về cơ bản là VRE cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 72 à 27.5. Đấy, ở vùng 27.5 này là rất là ok đúng không ạ? Và hiện tại nó cũng đang sai quay tích lũy và nó tích lũy như thế này là đẹp. <laughs> như thế này là đẹp và cách tích lũy này cũng là một trong những cơ sở quan trọng để giúp cho VR có thể đỡ được ở trên kênh xu hướng này và nhịp này. nhịp này khỏe khoắn ok các thứ thì chúng ta sẽ hướng lên các cái vùng cảng kỹ thuật ở đây đó là vùng 20 28 mấy đây này, 28 328.5 và cả tiếp theo sẽ là 296, đó là những cái vùng mà chúng ta sẽ phân tích từ từ. Ngoài ra thì các anh chị nhìn thấy là nhóm cảng biển cũng đang rất là đẹp có HAH, SIMADES, nhóm hóa chất thì có csv dgc uh, viettel thì có vgi ctr diệt may uh, có tng vgt đấy là cũng là những cái mã cổ phiếu rất là hay rất là đẹp rồi uh, nhóm ngành uh, cao su rồi nhóm ngành thủy sản vân vân đấy là những cái nhóm ngành mà uh, rất là đẹp và trên bản tin tuần thì gần như hùng lê không có thời gian để mùng uh, phân tích để mà chuyển hóa hết được tất cả những cái phân tích đó các anh chị, ví dụ CSV. Thì bản thân uh, uh, trong team Hùng Lê thì như vậy là chúng ta thấy rằng là những cái cập nhật đó, ví dụ ngày 21 25 tháng 9, ngày 5 tháng 10, ngày 5 tháng 10 chúng ta liên tục cập nhật ví dụ CSV này, rồi uh, DGC này. Đó, những cái mã cổ phiếu rất là hay hoặc là ví dụ mã cổ phiếu HAH. Đó là những mã cổ phiếu rất là tiềm năng. Rất là tiềm năng, rất là hay. Uh, có cái mã cổ phiếu cap à cap này cũng hay này các anh chị có thể tham khảo thêm này tất nhiên là giá của nó thì bây giờ nó khá là cao rồi khá là khó cho anh chị nhưng mà uh, về góc nhìn tổng thể là cap cũng đang uh, đang hay con này là chuyên về vàng mã các anh chị âm binh ý ví dụ chúng ta và để ý thấy là <laughs> từ cái lúc nó lên sàn đến bây giờ thì nó chỉ có tăng trưởng thôi chả chưa thấy nó nó, nó và đúng là anh anh chị em nào mà mua được con này ngay từ lúc lên sàn và chỉ mua xong thì chỉ nắm giữ thôi thì bây giờ nó thành tỷ phú ấy. chắc chắn là thành tỷ phú và tỷ tỷ phú bởi vì nếu như chúng ta tính sau những cái đợt chia tách thì giá trên sàn bây giờ giá lúc mới lên nó chỉ có khoảng tầm 0.5 thôi mà bây giờ nó là 82 thì các anh chị cứ, cứ thử xem từ mình lấy 82 mà mình chia cho 0.5 đấy là giá 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 này là giá không không ấy nhá, giá không tính cổ tức nhé để thử xem nào 82 mà chia cho 0.5 là khoảng 1000 1006 nhân với 100. Tức là tăng 100 à tăng 16 000 400 phần trăm 16 400 phần trăm anh chị. Không tính cổ tức thì nó là kinh khủng đúng không ạ? Cực kỳ kinh khủng và đúng thật là trong cuộc đời chị mong là chỉ kiếm được một cái mã cổ phiếu như thế này để mà cầm nắm thì đúng là tuyệt vời. Ok các anh chị nhé, bây giờ thì Hùng uh, sẽ tổng hợp lại uh, tất cả những cái nội dung chúng ta phân tích ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thứ nhất đó là đối với chỉ số Dow Jones và chỉ số VN Index có cái sự tương quan. Và các anh chị lưu ý 33.8 đến vùng 34.000 điểm đó là chỉ số kháng cự của chỉ số Dow Jones. Và như vậy Index chúng ta sẽ có vùng 1163, 1165 là vùng kháng cự. Trong trường hợp Dow Jones bứt được vùng 34.000 điểm thì rất có thể Index của chúng ta sẽ bứt 1165 để đi về vùng 1.200 điểm. Đó là góc độ kỳ vọng thứ hai đối với chỉ số vn index ở đây thì như vậy là chúng ta liên tục đã có những cây nến những cây nến đóng ngay với cái mô típ đóng nến đó là râu nến dưới dài và điểm đóng nến thường ở cao nhất phiên thì ở đây chúng ta đấy chúng ta kể cả cây nến này cũng như vậy thôi cây nến này cây nến này và trong tuần vừa qua thì nó có hai cây nến hai cây nến đóng được như vậy và hai cây nến đó thì đều test lại rất thành công ở vùng 1137 1140 như vậy ở 1137 1140 sẽ là vùng hỗ trợ của chỉ số VN ở trong ngắn hạn. Mục tiêu đó là công công vượt thoát vùng 1160, 1163, 1165 để hướng lên ở đây là vùng 1175 đến 1180 đó là trên chạc kỹ thuật ngày. Còn trên chạc kỹ thuật giờ như vậy đối với chỉ số VN Index tuần tới thì phiên giao dịch ngày thứ hai khả năng nó sẽ quay trở lại 1150 điểm sâu hơn sẽ là 1145 đến vùng 1147 để test cung tích lũy quay trở lại và cản kỹ thuật thì vẫn như vậy thôi 1160 đến 1165 chỉ số VN30 thì chúng ta lưu ý đó, chúng ta lưu ý đó là gì đó là ngắn hạn thì chúng ta có vùng cản kỹ thuật 1172 1175 và xa hơn sẽ là 1180 đồng thời thì cái cách mà để mà chỉ số này tiếp tục uh, quay trở lại như vậy cây nến ngày hôm nay là cây nến kéo khá, kéo khá là mạnh nên là vùng 1163 1165 và điểm sau hơn sẽ là 1160 là điểm quay trở lại test cung tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta hồ hởi phấn khởi để chúng ta ngắm lên vùng 1180 đến à, 1175 1180 của chỉ số VN30 còn đối với chỉ số phái sinh ở tuần tới như vậy các điểm test trả cung kỹ thuật theo quan điểm của Hùng sẽ là 1155 đến khoảng 1160 à, nhưng mà xu hướng là 1155 đó còn cái điểm sâu hơn đó gọi là hỗ trợ kỹ thuật tuần đi một một bốn năm một một mươi trở thành cái điểm hỗ trợ kỹ thuật tuần của chỉ số uh, phái sinh và khi phái sinh chúng ta tích lũy thành công tại những cái điểm này thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên vùng cảng kỹ thuật ở đây là một một bảy hai một một bảy mươi một một bảy hai và phái sinh bứt được một một bảy hai thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục nâng cái target kỹ thuật của phái sinh lên vùng một một bảy năm đến một một tám mươi nó song trùng với target kỹ thuật của chỉ số vn ba mươi và cũng là vùng giá mục tiêu của chỉ số vn index bản tin tuần này uh, xin phép được tạm dừng tại đây hẹn gặp lại tất cả anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích cập nhật tiếp theo đối với uh, kênh hùng lê chứng khoán thì cũng sẽ có những bản phân tích ngay và đối với kênh chứng khoán chiến binh đến từng có sóng thì uh, chúng ta sẽ uh, có bản tin phân tích tuần uh, sơ bộ như vậy để các anh chị nắm được